Nội soi đại tràng là phương pháp dùng ống soi mềm đi từ hậu môn qua trực tràng, qua đại tràng sigma, qua đại tràng trái tới góc trái, qua đại tràng ngang tới góc phải, qua đại tràng phải xuống manh tràng và vào phần cuối hồi tràng. Đây là phương pháp tối ưu để chẩn đoán và can thiệp các bệnh lý về đại tràng như viêm loét đại tràng, polyp đại tràng, ung thư đại tràng. Kỹ thuật nội soi đại tràng thường phức tạp và khó hơn nhiều so với nội soi dạ dày. Hôm nay, phòng nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh sẽ chia sẻ với các bạn về kỹ thuật nội soi đại tràng. Dây soi gồm hai phần, phần điều khiển và phần dây soi. Phần điều khiển được cầm bằng tay trái, được đỡ giữa ngón cái và ngón trỏ. Ngón út và áp út ôm sát thân mày tạo sự vững chắc. Ngón giữa điều khiển van khí nước, bơm khí giúp lòng đại tràng giãn để quan sát. Có hai mức bơm khí, mức cao và mức thấp. Trong nội soi đại tràng, ta thường chọn mức thấp. Khi nhấn van này, ta sẽ bơm nước để rửa mặt kính camera khi bị bám bẩn. Muốn bơm rửa các tổn thương và các chất bẩn trong lòng đại tràng, ta bơm nước qua kênh sinh thiết, hoặc hay dùng hơn cả là bơm nước qua kênh nước phụ. Ngón trỏ sử dụng van hút, giúp hút bớt hơi trong lòng đại tràng hoặc hút các dịch ứ động. Ngoài ra, ngón trỏ còn sử dụng các nút chức năng như dừng hình, bật chế độ nội soi dài tần hẹp NBI. Ngón cái được sử dụng núm up, down, điều chỉnh phần uốn cong của đầu dây soi lên hoặc xuống. Điều chỉnh núm right, left, giúp đầu soi sang phải, sang trái. Tay phải được sử dụng để đưa và rút dây soi, nên cầm dây soi với những đoạn khoảng 30–40 cm. Ngắn quá, ta phải thao tác nhiều hơn. Dài quá, dễ gây hỏng các thành phần trong dây soi. Đưa và rút dây soi thẳng trục với cơ thể người bệnh. Ngoài ra, phối hợp với tay trái để điều khiển dây soi sang phải, sang trái bằng cách xoay dây soi cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ khi đang up hoặc down máy. Olympus khuyến cáo luôn giữ khoảng cách giữa thân máy và phần cong của dây soi trên 10 cm. Không đưa dây soi qua rìa hậu môn quá chỉ giới này để tránh tổn thương người bệnh và hỏng dây soi. Dây soi đại tràng có thể điều chỉnh được độ cứng của dây soi từ mức 0 mềm nhất tới mức 3 cứng nhất, giúp đưa dây soi qua các đoạn gập góc dễ dàng hơn. Tuy nhiên, tuyệt đối chỉ điều chỉnh độ cứng của dây soi khi đã rút thẳng dây soi, không còn cuộn ống. Nếu không, có thể gây tổn thương và làm người bệnh rất đau đớn. Thực tế, chúng tôi hầu như không sử dụng tới tính năng này. Trong nội soi đại tràng, tư thế người bệnh thường khá linh hoạt, phụ thuộc vào thói quen của bác sĩ và đặc biệt phụ thuộc vào diễn biến thực tế trong khi nội soi. Người bệnh có thể nằm ngửa, nằm nghiêng trái, nghiêng phải và đôi khi nằm sấp. Tư thế nằm nghiêng trái thường dễ dàng qua đại tràng sigma hơn. Tư thế nằm ngửa thường dễ dàng cho ép bụng hỗ trợ và qua góc trái dễ dàng hơn. Khi nằm nghiêng phải giúp qua góc phải dễ dàng hơn. Bác sĩ cần đứng thẳng, đối diện với màn hình nội soi, không vẹo lưng, không vẹo cổ. Tự tay bác sĩ đưa và rút dây soi, tuyệt đối không nhờ người phụ đưa dây soi để tránh các tai biến. Tất nhiên, bác sĩ có thể nhờ người phụ giữ hộ ống soi tránh tuột. Cần thiết kế ít nhất một màn hình phụ vuông góc với màn hình chính để người phụ và bệnh nhân có thể quan sát. Màn hình phụ này đặc biệt quan trọng với các trường hợp can thiệp như cắt polyp, tiêm cầm máu. Không có một công thức cố định nào có thể áp dụng nội soi thành công cho tất cả các trường hợp. Tuy nhiên, trong nội soi đại tràng có những nguyên tắc chung cần phải tuân theo như sau. Nguyên tắc số 1: chỉ đưa dây soi khi nhìn thấy đường, tuyệt đối không đưa dây mù. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất, xuyên suốt nhất trong quá trình nội soi để tránh tổn thương niêm mạc đại tràng hoặc tránh biến chứng thủng. Những đoạn đại tràng gấp khúc, đường đi sẽ gấp khúc, khó khăn, khó nhận biết. Bác sĩ nội soi cần cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì. Nếu không tìm được đường đi, hãy nhớ tới nguyên tắc số 2. Nguyên tắc số 2: hút và rút. Hút là hút hơi, hút dịch. Khi đại tràng còn dịch, ta cần hút hết dịch mới tìm thấy đường đi. Cần hút bớt hơi, tránh bơm hơi căng sẽ làm các góc đại tràng trở lên khúc khuỷu, góc cạnh hơn, khó đi qua hơn. Ngoài ra, bơm hơi căng làm gia tăng các vùng không nhìn thấy sau các nếp van đại tràng, gây khó khăn khi tìm đường đi. Lý do nữa là khi bơm hơi căng sẽ làm bệnh nhân rất đau đớn, sẽ phải nổi, gây khó khăn trong cuộc soi. Rút máy là kỹ năng quan trọng nhất quyết định sự thành công trong cuộc soi. Rút máy giúp làm ngắn dây soi, các quai đại tràng thẳng, tạo điều kiện tối ưu để vận hành dây soi tới được mạch tràng. Rút máy thẳng trước khi qua góc trái đã thành công được 1/2 chặng đường. Vậy khi nào cần rút máy? Khi qua các góc đại tràng như góc nối giữa đại tràng sigma và đại tràng trái, góc lách, góc gan, thậm chí là khi tới manh tràng muốn vào được hồi tràng, ta cũng cần phải rút máy. Ta cần rút máy khi dây soi tạo cuộn. Đó là khi ta đưa máy mà hình ảnh trên màn hình không tiến thêm, thậm chí còn tụt lùi. Khi đó, bác sĩ sẽ cảm nhận thấy kháng lực ngày càng gia tăng và bệnh nhân cũng cảm thấy đau tức và khó chịu ngày càng gia tăng. Khi đó, cần động giải thích và động viên cho người bệnh. Rút máy làm ngắn dây soi bất cứ khi nào có thể. Sau mỗi lần đưa máy, nếu rút máy mà hình ảnh đại tràng trên màn hình không tụt lùi, thậm chí là tiến thêm, là ta đang làm thẳng đại dây soi. Ngược lại, nếu dây soi đã thẳng, rút máy mà hình ảnh tụt lùi thì dừng lại và đưa dây soi đi tiếp theo nguyên tắc số 1. Khi rút máy, cần kết hợp với xoay máy cùng chiều kim đồng hồ. Nếu không thành công thì xoay máy ngược chiều kim đồng hồ, vì ta không thể biết được ống soi đang bị cuộn theo kiểu alpha hay kiểu gamma. Thông thường, qua sigma vào đại tràng trái, ta thường rút máy kết hợp với xoay máy cùng chiều kim đồng hồ. Khi qua góc trái, qua đại tràng ngang tới góc phải, qua van Boeing vào hồi tràng, ta thường rút máy kèm xoay máy ngược chiều kim đồng hồ. Giải phẫu đại tràng mỗi người một khác. Nhận biết chính xác vị trí giải phẫu đại tràng trong nội soi không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ta có thể dựa vào các đặc điểm sau: trực tràng niêm mạc thường trơn nhẵn, ít nếp van; hồi tràng niêm mạc mềm mại, bóng, khẩu kính nhỏ hơn. Dựa vào mặt cắt đại tràng, vùng đại tràng ngang thường có hình tam giác, đại tràng phải thường tròn, to hơn; đại tràng trái các nếp van ngắn hơn, mặt cắt tròn hơn; đại tràng sigma thường di động, ít nếp van hơn và mặt cắt có xu hướng hình bầu dục. Các mốc giải phẫu dễ nhận biết như manh tràng với gốc ruột thừa và van Boeing. có gan màu tím sẫm. Động nước trong đại tràng, chỉ tư thế bệnh nhân nằm ngửa, nước động ở trực tràng, đại tràng trái và đại tràng phải, không động ở đại tràng ngang và đại tràng sigma. Khi đưa máy, không dựa vào khoảng cách giữa đầu ống soi tới rìa hậu môn, vì có khi đưa hết dây soi chưa qua được đại tràng sigma do cuộn ống. Khi rút máy, thông thường manh tràng ở 70 cm cách rìa hậu môn, góc khan ở 60, góc trái ở 40. Chỗ tiếp nối giữa đại tràng sigma và đại tràng trái thường ở 20 cm cách rìa hậu môn. Bất cứ khi nào cuộc nội soi gặp khó khăn, hãy nhớ có thể sử dụng các trợ giúp như ép bụng, thay đổi tư thế người bệnh, thay người soi. Và khi các phương pháp trên không hiệu quả, có thể áp dụng phương pháp nội soi gây mê. Ép bụng là sự trợ giúp rất hiệu quả và hay được áp dụng nhất. Anh đừng ép người quá đáng như thế nhé. Anh có gì hay đâu, anh chỉ ép bụng xoay đại tràng thôi mà. Người phụ sẽ hỗ trợ ép bụng khi dây soi tạo cuộn, làm cho ống soi không thể đi thêm. Thường khi đi qua các đoạn gập góc như đại tràng sigma, góc trái, góc phải hoặc manh tràng. Đại tràng sigma và đại tràng ngang di động rất dễ tạo cuộn ống, vì vậy người phụ cần ép ở hai vị trí này. Người phụ dùng hai lòng bàn tay chồng lên nhau, phân bổ lực ép đều trên toàn bộ diện tích lòng bàn tay, ép lên thành bụng người bệnh với áp lực vừa phải, sao cho cảm nhận thấy đầu ống soi di chuyển hay khi tạo cuộn là đạt. Khi áp dụng các nguyên tắc nội soi cũng như sự trợ giúp ép bụng không thành công, ta cần thay đổi tư thế người bệnh. Thông thường, tư thế nằm nghiêng trái dễ dàng qua đại tràng sigma, tư thế nằm ngửa dễ dàng qua góc trái và đại tràng ngang, tư thế nằm nghiêng phải dễ qua góc phải. Khi áp dụng đúng các nguyên tắc nội soi, sử dụng sự trợ giúp ép bụng cũng như thay đổi tư thế người bệnh mà cuộc nội soi vẫn không thành công, ta có thể thay đổi người soi nếu có thể. Kinh nghiệm của mỗi bác sĩ là một thế mạnh, nhưng cũng có thể là yếu tố tiêu cực, nhất là khi trong nội soi người bác sĩ rất chuyên tâm, tập trung vào một trường hợp cụ thể. Nếu không thể đổi tay bác sĩ, hãy rút dây soi và đi lại từ đầu. Khó khăn hơn nữa, có thể áp dụng nội soi đại tràng gây mê cho người bệnh. Khi người bệnh rơi vào giấc ngủ sâu, không còn những phản ứng kháng cự, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và an toàn nhất cho cuộc nội soi. Nội soi đại tràng thành công khi đèn soi tới được manh tràng hay đoạn cuối hồi tràng, ống soi không bị cuộn, thông thường tới manh tràng cách rìa hậu môn 70 cm, bụng bệnh nhân xẹp, không có động hơi sau nội soi. Một số đặc điểm cần lưu ý trong nội soi đại tràng. Khi đánh dấu một tổn thương cách rìa hậu môn bao nhiêu cm là tính khi ta rút máy. Khi đưa máy, nếu gặp polyp lớn, ta nên cắt trong thì rút máy, bởi khi đó dây soi thẳng, dễ dàng thao tác. Ngược lại, nếu gặp polyp nhỏ, cần cắt ngay, bởi trong thí rút máy có thể ta không tìm lại được. Hình ảnh nội soi đại tràng khi đưa máy và khi rút máy hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, ta cần khảo sát niêm mạc đại tràng trong cả thí rút máy và thí đưa máy. Nhiều nghiên cứu cho thấy rút máy càng nhanh, nguy cơ bỏ sót các tổn thương càng cao. Chính vì vậy, khi rút máy cần cẩn thận, tỉ mỉ và thời gian rút máy nên để trên 10 phút